Tiếp theo trong phần 2, Quý Châu xin kính gửi đến quý vị chương trình của Hội Cựu Sinh viên Trường Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam. Xin kính mời quý vị theo dõi. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SPTN. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tháng 11 của Hội Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn do Hội Võ Bỉ Hoa Thịnh Đốn thực hiện. Chương trình của chúng tôi hôm nay với các chủ đề: tin tức sinh hoạt nội bộ, nghĩa trang quân đội Biên Hòa, chủ trương đường lối đào tạo sĩ quan của Trường Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam. Trước hết xin mời chị Thúy Tiên với tin tức sinh hoạt nội bộ. Cảm ơn Diệu Hiền. Thúy Tiên xin kính chào quý khán thính giả và đại gia đình Trường Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam. Xin kính mời quý vị theo dõi tin tức sinh hoạt nội bộ. Tin tổng hội. Cựu sinh viên sĩ quan Đỗ Mạnh Trường khóa 23, tân chủ bút đặc sang đa hiệu nhiệm kỳ 2016-2018 đã kêu gọi các cựu sinh viên sĩ quan, các quý phu nhân và các cháu thanh thiếu niên đa hiệu đóng góp các tác phẩm cho đặc sang đa hiệu số 109, các bài vở xin được gửi về cho đa hiệu trước ngày 20 tháng 11 năm 2016 và gửi bằng email dahieu2016@gmail.com. Tin hội địa phương. Một buổi họp thường kỳ 2 tháng một lần đã được tổ chức vào ngày Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2016 tại tư gia của cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Minh Ngọc khóa 30. Quy tụ được 37 thành viên bàn về chương trình văn nghệ của đêm Lâm Viên 2017. Ngày thứ Bảy 15 tháng 10 năm 2016, Hội Võ Bỉ Hoa Thịnh Đốn đã tham gia một cuộc biểu tình của cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia trước tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Sheridan Circle, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, để yểm trợ tinh thần và cùng với cộng đồng người Việt quốc gia trên khắp thế giới, chứng tỏ sự quan tâm, đồng lòng, đồng hành cùng với đồng bào tại quốc nội. Đòi quyền sống trước thảm họa cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung do nhà máy thép Formosa, Hà Tĩnh thải các chất độc ra biển. Thủy Tiên xin thân ái kính chào quý khán thính giả và đại gia đình Trường Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam. Kế tiếp, cô Kim Lai nói về nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Kim Lai kính chào quý khán thính giả, quý chiến hữu và đại gia đình Trường Võ Bỉ Quốc gia Việt Nam. Ngày 16 tháng 10 năm 2016, tại nhà hàng Harvest Moon, Virginia, Hội Việt Nam Film Club đã tổ chức một buổi chiếu phim Hồn Tử Sĩ, Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Bộ phim này do các anh chị trong Film Club đã bỏ nhiều công sức để thực hiện. Cuốn phim được viết bằng song ngữ Anh và Việt. Phim được trích từng đoạn chiếu ra nhưng cũng làm mọi người bùi ngùi xúc động. Quan khách đến tham dự và ủng hộ rất đông. Ngoài dự trù của ban tổ chức, cảm ơn quý anh chị trong Hội Việt Nam Film Club đã phát hành bộ phim tài liệu lịch sử giá trị. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa là nơi yên nghỉ của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến. Nghĩa trang được khởi công vào năm 1965, tọa lạc trên một ngọn đồi diện tích 125 mẫu đất. Mặt tiền nghĩa trang có một bức tượng được đặt tên là Thương Tiếc, cao 5 mét và được đặt trên một bệ cao là 3 mét. Do điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu khắc họa hình ảnh một quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngồi thương nhớ những người bạn đồng đội đã hy sinh cho Tổ quốc. Được dựng vào năm 1966, ở trung tâm nghĩa trang có một tháp được gọi là Nghĩa Dũng Đài, cao 43 mét. Dưới chân là một bức tường vòng tròn tượng trưng cho vành khanh tang, được trạm trổ những di tích lịch sử oai hùng hơn 4.000 năm dựng nước. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Từ đó, nghĩa trang không được chăm sóc và tu bổ, trở thành hoang phế, bị ngăn cấm. Kể cả thân nhân của các tử sĩ cũng không được vào thăm viếng. Trước đây, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến thăm viếng và đốt nhang trước đài tử sĩ và đã cho biết
các tượng đài đã đổ vỡ, đường đi là đất với sỏi, cột đá và cầu thang trước đây là lối đi vào nghĩa trang, thì nay cây cối, dây leo quấn bít cả lối đi. Tượng Thương Tiết bị kéo đổ sau năm 1975, nghĩa Dũng Đài bị cắt ngắn một đoạn. Trong số gần 20 ngôi mộ đặt trước năm 1975, thì nay còn khoảng 10.000, một số đã mất bia, khoảng 2.000 bộ hài cốt đã được thân nhân cải táng đi nơi khác. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn biểu tượng truyền thống của người Việt Nam là tôn trọng người đã khuất, sống có nhà, thác có mồ. Các hội đoàn, đoàn thể người Việt quốc gia ở hải ngoại đã từ lâu kêu gọi tiếp tay để trùng tu lại nghĩa trang quân đội Biên Hòa, sửa sang, đắp đất, dọn cỏ, dựng lại những bia đã bị gãy đổ. Tuy đã có một số ngôi mộ đã được chỉnh trang, nhưng còn rất nhiều cần phải sửa chữa. Nhân mùa lễ tạ ơn ông bà, cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng ta nên người. Tạ ơn người thân, bạn bè giúp đỡ, chia sẻ những lúc gian nan, khó nhọc. Chúng ta cũng không quên tạ ơn đất mẹ Việt Nam, các vị tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, ghi nhớ công ơn của quân dân cán cảnh Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ cho quê hương Việt Nam thân yêu. Kim Lai kính chào quý khán thính giả, quý chiến hữu và đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Kính chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn, nhiều an lành và hạnh phúc. Và sau cùng, cựu sinh viên sĩ quan Võ Nhẫn khóa 20 với đề tài Chủ trương đường lối đào tạo sĩ quan của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý khán giả, cũng đã gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Chúng tôi xin lần lượt trình bày quan điểm, chủ trương cũng như chương trình huấn luyện 4 năm của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam để đào tạo những sinh viên dân chính thành những sĩ quan hiện dịch. Khi chính quyền quốc gia giành được độc lập từ tay thực dân Pháp, đất nước chúng ta đang ở trong tình trạng quốc gia kém mở mang, nhân lực tài nguyên hạn hẹp, thiếu cán bộ trên mọi lĩnh vực, phải đương đầu trước họa xâm lăng của cộng sản cũng như giặc ngoại xâm. Nhằm xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chính quyền đã đề ra 3 nguyên lý căn bản: dân tộc, nhân bản và khai phóng, để giáo dục đào tạo cán bộ. Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam cũng nằm trong hệ thống giáo dục và đào tạo cán bộ này. Tuy nhiên, chương trình huấn luyện cũng tùy thuộc vào nhu cầu của quốc gia. Trước họa xâm lăng của cộng sản, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã chỉ thị: thứ chiến tranh mà chúng ta phải đối địch là thứ chiến tranh cách mạng, một thứ chiến tranh lý tưởng đối đầu lý tưởng, liên hệ trực tiếp đến toàn dân và trong đó yếu tố tinh thần, yếu tố tin tưởng vào chế độ mình là quyết định. Bởi thế, từ quan niệm, chương trình đến việc học tập, Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam phải phù hợp với điều kiện của cuộc chiến tranh cách mạng. Do đó, trường có nhiệm vụ đào tạo những sĩ quan có đầy đủ đạo đức, tác phong, đầy nhiệt huyết cùng khả năng của một cấp chỉ huy, cũng là những cán bộ xây dựng quốc gia, là những cán bộ nòng cốt và tiên phong để bảo vệ lý tưởng quốc gia chống ta thuyết cộng sản cũng như giặc ngoại xâm. Mỗi sinh viên mỗi năm có 9 tháng để trau dồi về khoa học nhân văn, khoa học kỹ thuật theo phương pháp giáo dục mới của Hoa Kỳ, trong lúc các trường đại học dân sự vẫn theo phương pháp giáo dục cổ điển. Cơ sở giáo dục của trường thực khang trang và đồ sộ. Trường đã có một thư viện đầy đủ tài liệu để nghiên cứu, kể cả các sách báo ngoại ngữ, một phòng thí nghiệm kỹ nghệ nặng, hóa học. Mỗi lớp chỉ có 16 sinh viên. Điểm văn hóa là yếu tố quyết định cho thành quả tốt nghiệp của mỗi một sinh viên sĩ quan. Trường đã đào tạo hơn 6.000 sĩ quan, kể cả 60 tướng lãnh. Cứ trung bình 100 sĩ quan tốt nghiệp thì có một tướng lãnh. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu xuất thân khóa 1. Tuy nhiên, để bảo vệ tổ quốc, hàng ngàn sĩ quan xuất thân từ mái trường này đã hy sinh tại chiến trường. Và đại đa số đã đổ máu hoặc để lại một phần cơ thể trên chiến trường, mới tạo nên những chiến tích thật vẻ vang để đền đáp công ơn của trường mẹ. Trân trọng kính chào. Dự Huyền xin kính chào và xin mời quý vị đón xem chương trình kỳ tới. Hệ thống
Radio Now, quý vị có thể nghe tin tức thời sự cập nhật hàng ngày về tình hình Việt Nam, Hoa Kỳ, quốc tế và cộng đồng người Việt hải ngoại trên toàn quốc Hoa Kỳ qua điện thoại di động hoàn toàn miễn phí bằng cách gọi số 515-605-9559 để nghe các đài phát thanh như Đài Á Châu Tự Do RFA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, Radio France International RFE và các đài phát thanh tiếng Việt trên toàn quốc Hoa Kỳ. Gọi số 515-605-9559 qua hệ thống Audio Now. Mừng sinh nhật Teletron Dallas LA Corentown Monterey Park, khắp 11 chi nhánh Teletron đại hạ giá đến 80% off, tặng quà giá trị. Mua trên 1.000 tặng Face Massager Made in Korea. Mua trên 2.000 tặng 3 chai shampoo dược thảo Hàn Quốc. Mua trên 3.000 tặng Clean Shower Made in Korea. Mua trên 5.000 tặng bộ nồi thủy tinh cao cấp của Pháp. Mua trên 8.000 tặng Apple iPad Mini 2. Mua trên 10.000 tặng Apple iPad Air 2. Kềm nghĩa cao cấp Omi đặc chế từ Stainless Steel Japan, tinh xảo bền bỉ, giúp làm nhanh thu lợi nhiều. Giá đặc biệt cho thợ nail chỉ có tại Teletron. Karaoke, Lobo, Sona, máy rung tăng mở giảm cân, bớt 1.500, bàn ăn, giường ngủ, sofa da made in Italy, 35% off, trả góp đến 4 năm không tiền lời. Nệm Grand Bed Tempur-Pedic 156 đồng một tháng, nệm bờm ngựa Magniflex 100% Italy, 188 đồng một tháng, Inada Medical Chair làm tại Nhật 183 đồng một tháng, hoặc trả góp 1 năm được tặng TV Sony 55 inch. Happy Anniversary Teletron kính mời 877-892-6999, 877-892-6999. Tại Sajuri, chúng tôi có sửa chữa nữ trang thâu, mua vàng vụn, thay pin đồng hồ, dịch vụ cầm đồ, bán quà lưu niệm, gửi tiền và quà cáp về Việt Nam, sửa vi tính máy in, máy copy, máy fax. Tận tâm, uy tín, an toàn, nhanh lẹ. Chúng tôi có cho thuê mặt bằng để làm văn phòng khai thuế, bán vé máy bay hoặc làm các loại nghề. Tại Sajuri and Supply đó. Địa chỉ: số 2 Professional Drive, phòng 216, Gaithersburg, Maryland 20879. Điện thoại 301-947-0838. 301-947-0838. 301-366-9381. 301-366-9381. Tiệm nằm trên đường 355 North Frederick Road, gần Salvation Army và 7-Eleven, gần văn phòng bác sĩ Trực Nguyễn. Tiệm nằm ở phía ngoài lộ đường chính. Xin kính mời quý đồng hương. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VATV xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.